giờ bà mới ăn nha. Bà mới ăn lần đầu á nha. Bảo mì. Mama mẹ em mà mì nào đó. Bảo mì ngon mà mì. Bảo mì muốn mì đút cho ăn. Ăn gì vậy con? Ăn đi. Trời trời đồ ăn em mà con làm cái gì vậy mì? Mẹ nói cái gì lạ quá ta, cái gì đưa vô miệng mình lạ quá. Núp núp. Nhíu, nó nhíu cái trán này nè, mà nhíu cái trán này nè. Suy nghĩ. Chú cái miệng. Ăn đi con. Này đỡ ba. Từ từ con, từ từ ba quay xong rồi ba cho con coi nha. Hàm mi hồi đó ăn vui rồi. Ừ, hàm mi hồi đó nó ăn cái miệng nó tém qua múa lại, tém qua múa lại. Tụt vô tụt ra vậy đó. No, 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 no. Nó nuốt không sao thấy nó không nuốt vậy. Hàm mi nữa. Cái gì hả mi? Trời trời con. Con à hà mi, đồ ăn đồ ăn em mà con làm cái gì vậy? Ừ? Làm vậy ba đánh đòn đó nha con. Nó bây giờ như vậy đó, hà mi gì cũng đưa tay ra chỉ rồi la vậy đó. Nó nuốt cho anh, hả miệng kìa anh ơi, thấy thương nữa. Bảo mi ăn lần đầu tiên con thấy sao con? Bú 4 tháng, 5 tháng rồi. Ừ? Khoái thích ăn. Thích ăn. Đó hả miệng lắm. Đó. Nút vô. Nút vô. Chơi. Để chơi thôi. Nuốt đi Bảo My. My ơi. Nuốt đi con. Bảo My nuốt đi. Nuốt đi. Nè nuốt vậy đó. Cái miệng quá. Nhìn muốn quánh quá. Há miệng. Bú sữa thì ị không thúi, nhưng mà vừa ăn rồi ị thúi nha con. Thúi banh nhà banh cửa luôn nha. Cái miệng, cái miệng, cái miệng, cái miệng. Cái miệng. Ừ, cho lửa. Ăn rồi có người hầu hạ, đúng rồi có ca sĩ hát nữa không? Giống như vua, như chúa. Giống như công chúa vậy con. Giống như vua, giống như công chúa vậy. Ăn rồi có người đúc ăn rồi có ca sĩ hát nha. Người quay phim. Rồi có người quay phim con nữa nha. Cái giò này, cái bà cắn ra. No, 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 no.
Chắc cắn hai cái giò này qua. Cắn qua. Anh nhìn nhìn thích ăn anh ơi. Hả? Để nhìn đâu có lười ra đâu. Hà My con hát bài Ba thương con nữa cho em mở My nghe đi. Ba thương con làm sao? Ba thương con làm sao Hà My hả? Ba thương con làm sao Hà My? Ba thương con.